하나, 둘, 셋, 넷. Hôm ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều những cái món đồ để mọi người có thể mặc đi học back to school outfit nha mọi người. Hôm nay thì mình cũng sẽ để cho mọi người một số những cái bộ áo cộc tay, crop top, rồi chân váy, rồi quần sock các thứ để mọi người có thể diện đi học cũng như đi làm, đi chơi các thứ đều rất là ok. Và lưu ý mọi người là ở cuối video thì mình cũng sẽ để cho mọi người một cái voucher giảm giá nha. Chung là voucher này cũng khá là hời, sẽ giảm từ 90% cho đến 99% mỗi đơn hàng. Hãy xem đến cuối video để nhận voucher giảm giá này nha. Quần này mọi người thấy không? Siêu to, siêu dài luôn. Trời ơi, bản to lắm. Chất lượng chưa? Đây, em áo này là 75.000 và em quần này là 180.000. Ở đây thì mọi người sẽ có một cái em áo kiểu dạng trễ vai, mọi người trễ một bên vai. Em này thì so với phần hình ảnh ý thì mình nghĩ là nó sẽ là kiểu chất vải thun gân, kiểu nó hơi lên tăm hoặc là nó thun gân sờn sờn tí. Nhưng mà ở đây thì nó lại chất vải cốt tông nha mọi người. Nó cũng khá là xinh. Đây, chỗ này là để mọi người luồn cái tay ra, mọi người thấy không? Và ở hai bên eo thì nó sẽ có cho mọi người cái độ chiết eo rùm rúm ở đây nữa. Nói chung là mặc lên thì được cái bộ outfit trông nó khá là đẹp, và cái áo này thì nó cũng sẽ tôn cho mọi người vòng hai của người nữa nha. Nói chung thì em áo này cũng sẽ có từ size S cho đến size XL, mình cho mua ở đây là size S nha mọi người. Cái chất liệu jean của cái shop này rất là ok. Mọi người có thể không mua những cái khác, nhưng mà mình recommend mọi người là mọi người nên mua những cái em quần jean. Chất liệu jean của shop này đảm bảo là không hề phí tiền đâu nha. Siêu to luôn, cái ống quần của nó đẹp dã man luôn ý. Em quần này thì nó sẽ là kiểu lưng cao ấm rộng, tôn lên vòng hai cho mọi người và cũng như là hách dài chân của mọi người nữa. Cái em quần này thì trông nó rất là formal ấy mọi người, vô cùng lịch sự. Ở bên trong thì nó sẽ là những cái chất liệu jean như thế này, và đường kim mũi chỉ của em nó được may vô cùng cẩn thận luôn nha. Đó, khóa cài các thứ đều rất là ok. Màu trắng thì mặc chất liệu jean thì nó cũng là một cái bộ outfit nó khá là đơn giản rồi, nhưng mà nó vẫn tắt lên cho mọi người một cái vẻ trẻ trung cũng như là năng động. Một cái em chân váy jean, nói là chân váy jean thôi nhưng mà thực chất của em nó thì là một cái quần jean nha mọi người, thấy không? Như thế này thì nó sẽ thành chân váy, nhưng mà nhìn từ đằng sau thì nó sẽ là quần nha mọi người. Nhìn này, đường kim mũi chỉ cũng như là chất liệu của sản phẩm rất là ok. Dây này mọi người sẽ buộc lên như thế này, trông nó vừa điệu mà nó lại vừa kiểu quần giả váy, mặc trông nó rất là huyền ảo cũng như là hút mắt người nhìn nha mọi người. Ở đây thì nó cũng sẽ có từ size S cho đến size XL, và mình mua ở đây là size S nha. Hồi trước thì mình cũng có mua rồi, nhưng mà bây giờ nó ra một cái màu nó sáng hơn cho nên mình quyết định mua lại tiếp, tại vì mặc lên nó thoải mái lắm mọi người ạ. Kiểu trông nó vẫn điệu nhưng mà nó lại là quần ý, mọi người có thể thoải mái hoạt động các thứ, bay nhảy lung tung banh luôn. Và để kết hợp với cái em quần giả váy jean này thì mình cũng sẽ mua ở đây một cái em áo nơ hồng siêu cute luôn. Cũng không hẳn là trễ vai đâu mà nó kiểu sẽ lửng lửng như thế này này, mọi người kéo lên cũng được hoặc là mọi người để lửng lửng các thứ đều rất là ok. Mình nghĩ là em này đi học nó vẫn rất là hợp lý thôi, nó không quá là bị phản cảm đâu. Kiểu em này thì nó sẽ có một màu đen và một màu trắng, nhưng mà mình thấy màu đen thì mặc lên nó hay hơn, trông nó kiểu blackpink một tí, kiểu cá tính ấy mọi người. Em này thì cái chất vải của nó này vô cùng mát luôn, sờ lên cái chất vải này nó mềm mịn và cực kỳ mát thế luôn. Cái áo mà với giá 70.000, 75.000 này thì mình thấy là nó siêu rẻ, siêu rẻ so với phần giá tiền của em nó. Hôm nay đi chơi gọi là hết chấm luôn. Ta thì mình cũng có mua thêm một cái em áo hai dây để mặc với cái em quần jean này nữa. Siêu đẹp luôn, 70.000 thôi. Đây mọi người nhìn này, cái đường kim mũi chỉ của nó thì không có cái gì đặc sắc, nhưng mà nó được may vô cùng cẩn thận nữa, không hề có một sợi chỉ thừa nào. Và cũng như là thiết kế của em nó trông nó rất là cute mọi người. Ở dưới với cả ở trên thì nó sẽ là một cái đường kiểu lăn tăn như thế này, và kết hợp giữa màu xám với cả màu trắng khá là xinh. Cái em dây này thì mọi người có thể tùy chỉnh nhá, mọi người kéo ra cũng được này mọi người thấy không, và mọi người để rộng ra cũng được, tùy vào cái độ dài kiểu cái chiều sâu của ngực mà mọi người muốn để. Áo này thì nó có một độ co giãn nữa. Nói chung là mặc cái em áo này thì mình đây hình mình mặc lên mình đi chơi hàng mã nhá, nắng nóng như thế mà mình vẫn rất là ok, tại vì em áo này mặc lên rất là mát ý. Mình có mua thêm một cái em áo cộc tay cổ cao, cổ 2-3 phân một chút xíu. Ở bên ngoài thì nó là một cái chiếc vải xù xù lăn tăn, như ở bên trong thì nó là in chìm nhá mọi người thấy không, siêu miêu miền mịn luôn. Ôi sờ lên cực kỳ thích luôn ý. Wow,
Em áo này rất đẹp luôn nha. Cái form áo của nó siêu cute luôn. Làm hai lớp nha mọi người. Một lớp này hai lớp. Đấy, cảm giác cái áo nó sẽ 3D hơn, nó sẽ dày dặn hơn. Cái phần cổ áo cũng vậy, nó sẽ là một lớp rồi lại hai lớp, mọi người thấy không? Đấy. Nói chung là cái em này nhìn nó đơn giản nhưng mà nó vẫn có những cái điểm riêng của cái em áo này. Nói chung là mới đầu mình mua thì mình cũng không đánh giá quá cao, mình nghĩ nó chỉ là một cái em áo trắng cộc tay bình thường. Nhưng mà khi nhận về đây thì mình thấy thực sự ở trông nó rất là fashion, xong nó cực kỳ trendy luôn. Đường kim mũ chỉ cũng như chất liệu của sản phẩm đều rất là ok mà mọi người có thể phù hợp đi học và cũng như là đi làm. Mình nghĩ là đây là một cái em áo rơi vào tầm khoảng 80.000. Mình nghĩ là mọi người nên mua và sắm lên tủ đồ của mình. Cái em áo này thì cũng rất dễ là phối đồ thôi, mặc với quần jean cũng hợp, hay mặc những cái quần ống rộng, một các thứ quần bò các thứ đều rất là ok. Mặc chân váy thì lại càng đẹp nha. Nói chung mình nghĩ đây sẽ một cái em áo gọi là em áo lười ấy mọi người. Nếu như mọi người không biết phối đồ như thế nào, mọi người cứ lôi em này ra mọi người mặc lên thế là xong rồi. Và tiếp theo thì mình có mua đây một cái em quần, trông nó kiểu ngộ nghinh nghinh một tí. Đó, cái đường ren là điểm nhấn và nó sẽ có cái đường buộc dây ở bên cạnh như thế này. Cái dây buộc này thì mọi người có thể đấy mọi người không? Tùy chỉnh nhá, mọi người mặc rộng, dài, rộng, thoải mái, trên rốn hay dưới rốn, đấy là tùy vào cái sự yêu thích của mọi người. Mình mua thì mình chỉ có một đúng không? Cho nên là mặc thì mặc cũng chỉ được một kiểu thôi. Nhưng mà cái em quần này thì mặc được rất nhiều kiểu, mọi người thấy không? Đấy, nó có thể co giãn, kéo ra cặp vào các thứ đều rất là ok luôn. Đấy, đường kim mũi chỉ các thứ đều may rất là ok. Và cái ống quần này được cái chất vải, kiểu chất vải quần đông xuân các thứ này. Đấy, nó có độ co giãn nữa, cho nên mọi người mặc lên dài rộng thoải mái nhá. Mặc thoải mái luôn. Cái em quần này thì nó là quần suông nhá. Nó hơi lay một tí xíu thôi nhưng mà nó không đáng kể đâu. Cho nên là mặc lên những bạn nào mà không thích quần ống lay thì vẫn có thể lựa chọn cái em quần suông như này. Mặc lên khá là đẹp. Và cái điểm nhấn của em nói là chính là cái đường ren ở đằng trước như thế này. Mặc lên ở trong cái bộ outfit của mọi người nó sẽ trendy hơn và nó sẽ có điểm nhấn hơn. Nói chung là mình thấy cái đường ren này cũng khá là xinh. Nếu như là mọi người chán những cái em quần đen mà nó quá là formal ấy thì mọi người có thể thử qua cái em quần này đều rất là ok luôn nha. Một cái em áo size dây văn phan như này cực kỳ đẹp luôn. Đây nha. Thấy không? Cái em áo này rơi vào tầm khoảng 50-60 nghìn thôi mà trông nó rất là điệu đà. Nó sẽ có cho mọi người một cái lớp lon ở đằng trước, hai dây này. Hai dây này thì hai dây đều nha, nhưng mà ở phía dưới thì nó sẽ vắt chéo như thế này để làm cho bộ outfit của mọi người nó có điểm nhấn hơn, nó đẹp hơn ý, kiểu vậy. Thấy không? Đường kim mũ chỉ cũng như là chất lượng của sản phẩm đều rất là ok. Cái chất vải này là chất vải cotton cho nên là mặc lên là rất là mát nha mọi người. Và mình thích nhất là tại vì nó có đường van như thế này này, trông nó giống công chúa tiểu thư sang chảnh một tí xíu ý. Mọi người có thể kết hợp với em quần vừa rồi cũng được, hoặc là mọi người mặc với những cái em quần sóc các thứ đều rất là ok nha. Và cũng để kết hợp thêm vào cái em quần đen vừa rồi thì mình cũng có mua đây một cái em áo vai xòe xòe như thế này. Lúc mà mình nhìn hình thì mình cũng không nghĩ là nó ra cái chất vải như thế này đâu. Đây lại ra một cái chất vải cotton nha mọi người. Thật ra là so với giá tiền thì mình thấy chất vải này ok. Nhưng mà nếu như họ để bảo là mình có thích hay không thì mình cũng chỉ tổng khoảng 7 điểm trên 10 thôi. Tại vì chất vải này thì làm mình hơi thất vọng một tí xíu. Nhưng mà mình thấy form áo các thứ đều rất là ok. Nó có cho mọi người cái độ rúng ở hai bên eo nữa. Mặc lên nó sẽ không bị béo ấy. Nói chung là ngoài cái phần chất vải nó hơi bị lệch sai sai một tí xíu thì cái đường form áo cũng như là đường kim mũi chỉ nó được may vô cùng cẩn thận. Và tiếp theo một cái em áo xanh siêu đẹp luôn. Em áo xanh này thì mình dành một lời khen nha mọi người, tại vì phần chất vải của em nó này siêu mát luôn, vô cùng mềm mịn và có một độ co giãn nữa, cho nên là mọi người mặc đi học, đi cho đi làm, đi vận động các thứ thì nó ra mồ hôi thì nó cũng thẩm thấu ấy và nó cũng rất là mát. Chất vải này kiểu hơi lanh lanh một tí xíu ấy, mọi người thấy không? Đấy, nó vô cùng mềm mịn luôn. Ở cổ áo thì nó cũng sẽ có một cái lớp ren và một cái nơ ở đằng giữa, siêu xinh luôn. Và ở phần đuôi này thì nó chỉ là may vát bình thường thôi. Nói chung là cái em áo này so với giá tiền là như vậy thì mình nghĩ là rất là phù hợp rồi. Kiểu mặc lên vô cùng đẹp luôn. Và ngoài ra em này cũng có cho một người màu hồng với cả màu trắng nữa nha. Mọi người có thể tùy chọn tham khảo. Như mình thấy màu xanh này mặc lên thì nó sẽ tôn ta hơn, với cả trông nó cũng đẹp đẹp hơn tí xíu ấy. Cho nên là mình đã chọn màu xanh như thế này. Đó. Và để kết hợp với em áo này thì mình có mua lên một cái em quần kẻ, quần ống suông kẻ như thế này. Mình nghĩ là nó cũng không quá là xa lạ với mọi người rồi đúng không? Trên TikTok các thứ nhiều lắm rồi. Nhưng mà mình thấy shop này bán rẻ hơn ở trên TikTok, mấy cái shop hot hot trên TikTok, cho nên là mình đã mua về đây. Nói chung là chất vải các thứ đều rất là ok luôn nha. Này, quần này ống siêu rộng và nó cũng sẽ dài nữa. Nó cũng có một độ chun nữa. Nói chung là tùy thuộc vào mọi người mặc trên rốn cũng được hoặc là mặc dưới rốn cũng được. Cái điều chỉnh cái dây của nó nha. Nhìn từ xa thì trông nó sẽ vô cùng bắt mắt, với cả nó có một cái độ 3D nhẹ nhẹ ấy. Vì nó là sọc thẳng như thế này thì làm cho người của mọi người nó sẽ cao
cao hơn và trong chân mọi người nó cũng dài hơn nữa. Nói chung là em quần này cũng là một em quần quốc dân nha mọi người. Mình recommend mọi người nên sắm cái em quần này về tủ đồ của mọi người nhé. Cuối cùng thì mình cũng sẽ recommend cho mọi người một cái bộ outfit mọi người có thể vừa mặc đi chơi, đi cà phê, mọi người vừa có thể mặc đi tập gym, đi tập thể thao các thứ nha. Đây, một cái em áo bướm như thế này. Đó. Đấy. Cùng với cả một cái em quần legging lửng lửng. Thấy không, thấy không? Thế đó mọi người ơi, cái em quần legging của mọi người này, mọi người sờ vào cái chiếc vải của em nó, mọi người phải thề là phải cảm thán và mọi người phải mua. Đây là cái sản phẩm mình recommend nhất trong cái tập ngày hôm nay, mọi người phải mua cái em quần này. Cái chất vải của nó vô cùng mềm mịn và nó có một độ co giãn khá là cao nữa. Ngoài ra thì nó cũng đâu đấy tầm khoảng 3-4 màu khác nhau cho mọi người chọn nữa nha. Đấy, mình chọn đây là một cái màu ghi để mặc lên trông nó sáng da hơn. Và thực sự mọi người phải cầm cái em quần này về mọi người cảm nhận thì mọi người mới thấy được cái chất vải này nó gọi là hoàn hảo, không có gì phải chê cả, mọi người thấy không? Và để kết hợp với cái em nó thì mình có mua được một cái áo. Em áo bướm này thì nó cũng khá là xinh, khá rẻ. Nói chung là một cái em dáng áo cổ tròn crop top ý, cũng khá là đơn giản thôi. Nhưng mà nó lại có con bướm ở đây, trông nó lại càng sexy, nó cá tính hơn một tí xíu ấy. Cái bộ outfit đi tập, đi chơi, đi cà phê các thứ đều rất là ok luôn nha. Và ngoài ra thì mình cũng có mua thêm những cái phụ kiện như kiểu là mũ này, mũ đội đầu các thứ này. Đấy. Và mình cũng mua thêm cho mọi người ở đây là một cái hộp dây chun để mọi người có thể đi học các thứ, nó rất là tiện. Với cả người ta để vào một cái hộp em bé xinh xinh như thế này, mọi người lấy ra cũng được, hoặc là mọi người cho cả cái hộp này đi, trông nó rất là đẹp luôn đúng không? Bên cạnh đấy thì mình cũng thấy ở đây còn mấy cái khuyên tai kiểu màu như thế này, nó giống mấy cái hình dáng ngày xưa, cho nên là mình quyết định mua và mình sắm ở đây luôn, đeo lên tai nó cực kỳ xinh luôn, nó là kiểu dạng thạch thạch ý mọi người. Bên cạnh đấy thì cũng sẽ có như cái em cặp tóc như thế này. Đây, cặp tóc các thứ đều rất là xinh luôn. Thế à, mọi người cặp lên đầu cũng được, hoặc là mọi người trang trí ở những cái hộp bút này, đồ mỹ phẩm hoặc là đeo ở cặp các thứ đều rất là ok. Và ngoài ra thì mình recommend mọi người nên sắm những cái em scrunchie như thế này. Thứ nhất là nó sẽ làm cho bộ outfit của mọi người nó có phần điệp nhấn và nhẹ nhàng, tiểu thư hơn một tí xíu. Và khi mọi người buộc lên tóc cũng vậy, thì những ngày mọi người lười và không muốn làm tóc chẳng hạn thì mọi người có thể buộc lên tóc các thứ thì nhìn khá là xinh. Nói chung là nó vẫn gọn gàng lịch sự ấy. Mình thấy những cái scrunchie như này rất là tiện ích luôn. Đó. À, bên cạnh đấy, những cái nàng nào mà bây giờ mà vẫn muốn đi bể bơi hoặc là đi biển các thứ thì mình vẫn sẽ recommend cho mọi người những cái đồ bơi nha. Thật ra là đồ bơi mà mua mùa này nó siêu rẻ ấy. Mà nó còn đồ đẹp nhá, thế là mình vẫn phải mua tại mình vừa đi Mũi Né về mình mặc hết. Đây nha, đây là một cái em quần này màu nâu nhá, cùng với cả một cái em áo ở đây nữa. Đó, bộ đồ bơi này trông nó rất là đẹp, trông nó kiểu cá tính ấy mọi người, không quá hở đâu. Bikini này khá là ok, hơn 100.000 một tí xíu thôi ấy. Đó. Và tiếp đến là một cái bộ bikini màu trắng, trông nó cũng khá là hay. Em này sẽ có cho mọi người một cái em áo tam giác trắng như bình thường, và một cái em quần bikini nhưng mà nó không quá hở đâu nhá, nó cũng dày dặn như thế này. Và điều quan trọng là gì, là em nó có một cái áo ở bên ngoài nữa. Đó. Thế luôn, cái áo này trông mặc lên rất là hay ấy. Kiểu mặc vào trông giống mấy cái chị bên Tây, mấy cái chị trên Pinterest à, hay là Pinterest gì đấy, mặc lên trông rất là đẹp luôn. Đó. Này cũng hơn 100.000 một tí xíu, không phải siêu rẻ. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách có thể áp dụng voucher thành công nhá. Đầu tiên thì mọi người gọi cho mình là Lovito Link P, và mọi người tìm kiếm trên thanh công cụ tìm kiếm của Shopee ý, thì nó sẽ hiện ra cho mọi người một cái kết quả đầu tiên. Mọi người ấn giúp mình vào cái kết quả đầu tiên ở trên thanh công cụ, mọi người ấn vào đó thì nó sẽ hiện ra cho mọi người rất nhiều những cái voucher siêu hạt rẻ luôn. Những cái voucher đấy thì nó lần lượt nó sẽ xuất hiện ở đây, và mọi người thích cái voucher nào thì mọi người ấn vào, mọi người lưu về kho voucher, và sau khi mà mọi người mua, mọi người áp voucher, thế là mua thành công thôi. Và những cái voucher này cũng có thể là giảm 70% này, 90% này, 99%, thậm chí là tặng 20k cho đơn từ không đồng luôn nha. Cho nên là mọi người hãy nhanh tay lưu cái voucher này về để mọi người có thể áp mã thành công. Và mọi người lưu ý là cái voucher này chỉ có hạn từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11 thôi. Cho nên là mọi người hãy nhanh tay shopping với những cái voucher mà mình đã share cho mọi người ở đây rồi nha. Và tất cả những cái link sản phẩm, link đồ thì mình đều để cái phần description box ở dưới rồi. Mọi người có thể vào đó để tìm link sản phẩm mà mọi người muốn mua. Và video của mình đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Bye.